Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi Audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong cái video clip của ngày hôm nay, chúng em muốn giới thiệu với các bác một cặp loa của hãng Onkyo. Đây là một cái cặp loa mà thuộc dòng tiềm âm, có cái model là Onkyo Monitor 100R. Nói về Monitor 100 thì có hai phiên bản, 100 trơn và 100R. Đây là bản 100R, là bản nâng cấp của phiên bản 100 trơn. Đặc biệt cặp loa này thì theo thông tin của nhà sản xuất thì đây là một trong những hệ thống loa đầu tiên trên thế giới được áp dụng cái công nghệ vào cái màng hợp kim magie. Nói sơ qua về cái màng hợp kim magie thì đây là một cái loại hợp kim mà có thể cứng hơn cả màng carbon và độ bền hơn màng carbon các bác nhé. Cặp Cặp loa loa này này thì về trong trong tình trạng dinh nguyên bản và đẹp xuất sắc, với cấu hình là một bát 32 màng hợp kim magie và gân mút. Tất cả các cái kiềng xương của loa bát thì đều là nhôm đúc liền khối. Một con chung 18 cm trung đom cũng đúc liền khối, và một con chép xoay 12 cm. Loa thì có chiều cao rất là to lớn luôn, chiều cao 68, chiều rộng là 43, chiều sâu là 42 cm. Loa rất là nặng luôn. Cặp loa này nặng 35 kg các bác nhá. Cặp loa nặng 35 kg. Kết hợp với lỗ thở đằng trước và tinh chỉnh cho hai giải mid và giải chép. Loa thì được thiết kế là đối xứng, có vế phải và vế trái. Công suất là 150W. Tất cả thùng loa thì đều được lạng một lớp gỗ lạng cực kỳ dày và chắc chắn luôn. Tuyến loa thì rất là đẹp. Đây, em quay trực tiếp cho các bác xem từng cái tuyến loa. Rất là đẹp luôn. Đặc biệt cái nón loa của cái cặp loa này thì được làm khía tản ra xung quanh để cho nó chống cái phản xạ âm thanh dội ngược lại cái màng bát. Cái này thì cũng rất nhiều hãng cũng đã làm rồi, kể cả những cái hãng loa cao cấp trên thế giới đều đều họ đều có những cái loại loa thiết kế kiểu như thế này. Em còn trung đom rất là lớn luôn, 18 cm. Loa về trong tình trạng zin nguyên bản đẹp xuất sắc, thùng gỗ lạng. Còn mặt loa thì họ cũng lạng gỗ và họ dán thêm một cái một phun một lớp sơn sơn sần các bác nhé, sơn sần đây này, rất là bền luôn. Cặp này đúng nồi đình nồi đồng cồi đá luôn, đúng dòng kiểm âm monitor, tiếng cực hay luôn, tiếng bác cực kỳ sâu luôn, sâu thăm thẳm luôn. Đây, góc cạnh rất là đẹp luôn, thùng lạng đẹp keng. Onkyo Monitor 100R công suất là 150W cho một chiếc, trở kháng 6 ôm, sản xuất tại công ty Onkyo tại Nhật Bản. Chiếc này có cái series là 2593, căng lưới đầy đủ các bác nhé. Con này thì cực kỳ dễ đánh rồi, dòng monitor thì bao giờ cũng cho cái âm thanh trung thực và chính xác luôn. Chính vì thế thì họ mới sản xuất ra những cái dòng mà để kiểm tra lại các cái âm thanh trước khi đi vào thu. Rất là đẹp luôn. Onkyo 100R, dòng kiểm âm monitor cực kỳ đẹp mắt, căng lưới đầy đủ. Hai chiếc đẹp như nhau luôn các bác ạ. Đây, căng căng lưới của nó đây, rất là đẹp luôn. Nguyên bụi, đầy đủ tem mát, chắc chắn luôn. Em chưa phủi nó đi đấy. Không lỗ thủng các bác nhé. Nói chung là rất là đẹp. Với cặp loa Onkyo Monitor 100R này, thì trên thị trường thì đâu đó thì 18-19 triệu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay trong cái video clip này, thì Xúc Kiên Trung giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 16 triệu đồng thôi. 16 triệu đồng cho cặp loa
Onkyo monitor 100R, phiên bản R thì bao giờ cũng cao hơn phiên bản trơn các bác nhá. Cái đấy thì nó do là thị hiếu thôi. Còn em chưa thấy nó khác cái gì. Tuy nhiên thì họ đã làm hai ra hai cái model khác nhau thì đương nhiên cái thằng thằng sau thì bao giờ nó cũng là nâng cấp cải tiến của những cái thằng đi trước rồi. Mọi chi tiết mua bán mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Các bác nào ở gần khu vực Hà Nội thì qua shop em tại số nhà 24 ngõ 562 Phú Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp nghe và test sản phẩm. Các bác nào ở xa thì các bạn Zalo với em và em sẽ gửi ảnh chi tiết của những cái sản phẩm để cho các bác có cái nhìn chân thực nhất. Và em cũng thông tin thêm là cặp loa này thì cao 68 cm, chiều rộng là 43, chiều sâu là 35 cm và cân nặng của nó là 35 kg một chiếc, cực kỳ nặng luôn các bác nhé. Nên với cặp loa nặng như thế này thì các bác cứ cọc cho bên em từ 1 đến 2 triệu đồng. Bên em sẽ gửi ảnh chi tiết và khi các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán cho bên giao hàng. Video của ngày hôm nay shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.